Xin kính chào các bác. Ở video clip này em có 6 cặp loa, gồm 3 cặp loa đến từ thương hiệu Diatone và 3 cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer. Thì em sẽ để các bác giá cực kỳ tốt, giá xả kho các bác nhé. Bởi vì những cặp loa này là những cặp loa rất là đẹp, nhưng mà còn lại từ lô trước các bác có thể thấy là hiện tại nhà em loa về rất là nhiều, các bác nhìn ạ, về rất là nhiều luôn. Đó, về ngập nhà luôn các bác, ngập nhà luôn. Và bây giờ em sẽ những cái sản phẩm mà còn từ những cái lô trước các bác, thì các bác sẽ mua với giá, thậm chí có những cặp còn thấp hơn giá vốn. Đơn cử như cặp Diatone 77HRX này, nó cặp đẹp xuất sắc luôn, cặp này bằng carbon các bác nhá. Thì những cặp loa này đấy, đây còn chưa vệ sinh các bác, chưa vệ sinh đâu các bác nhá, chưa vệ sinh đâu, rất là đẹp các bác lưu ý. Thì những cặp HRX này có các bác có nhu cầu, HRX 77 Diatone này là cặp nó đẹp xuất sắc luôn, gông kiềng sáng quắc, thùng vách đẹp, dây căng đẹp. Đó, em để các bác giá bình thường nó là dao động khoảng độ 10 triệu. Đấy, hoặc là hơn 10 triệu những cặp loa này, hoặc là 9 triệu 8 các bác nhé. Những cặp này thì em sẽ để các bác giá chỉ có, cặp này em để các bác giá, em nhớ là nhập về những cặp này nó dao động khoảng độ 8 triệu 8, 8 triệu 9 gì đó các bác nhé. Đấy, chưa có tiền vận chuyển đâu. Nếu cộng với tiền vận chuyển 200-300 nghìn nữa về đến cửa hàng nhà em nữa các bác. Nói chung là cộng đi cộng lại, con nọ bù bên kia thì con xấu trừ con đẹp thì nó dao động khoảng độ 9 triệu 2, 9 triệu 3 nếu đến để đến cửa hàng các bác nhá. Đó các bác. Thì bán ra nó khoảng độ 9 triệu 8, 10 triệu tùy thời điểm các bác. Đó, nói chung là có con nọ bù bên kia. Các bác không phải nếu em để các bác giá cặp loa này, em để các bác sẽ để các bác giá lỗ luôn là 8 triệu 8 cặp loa này, Diatone 77HRX này, 8 triệu 8 mà các bác lưu ý nhá, HRX mà 8 triệu 8 các bác nhá. Đó. Và Diatone 77EX này. Đấy, có một cặp Diatone 77EX, cặp này bình thường nó 8 triệu 6, các bác nhớ về 8 triệu 8. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá, từ gông kiềng là đẹp xuất sắc luôn. Các bác không phải nghĩ về cặp loa này rất là đẹp luôn. Đó, góc cạnh thùng này các bác rất đẹp luôn. Tất cả những cặp này đều 230W một thùng. Đó, trở kháng là 6 hay 8 ôm gì đó các bác. Đây phía sau mình xem. Trở kháng là 6 ôm các bác nhá. Đó, trở kháng 6 ôm, 230W. Các bác phải vụt những âm đi khỏe trở lên các bác ạ. Ít nhất là những dòng Sansui 607 hoặc những dòng âm ly Pioneer 8825 mã. Đó. 8800 trơn là bẩn nhất rồi, 7900 cũng vụt được các bác nhá. Đó. Thì thằng này, những cái thằng loa này có thể vừa nghe vừa hát được. Rất uy lực, bass 32 các bác. Bass 32 cm các bác. Đó, chép titan, chung titan luôn. Cặp loa này để các bác giá chỉ có 7 triệu 9 thôi, cũng chỉ 7 triệu 9, đẹp xuất sắc luôn. 7 triệu 9 thôi các bác nhá. Có nghe không nhầm đâu, một cặp loa là 8 triệu 9, cặp là 7 triệu 9. Những cặp loa này những đêm để các bác giá thậm chí lỗ vốn luôn. Đó, các bác tiếp là Diatone 66EX. Đó, những cái cặp loa này đó em còn sót lại 3 cái mẫu Diatone này, 3 cặp ở đây. Diatone DS66EXV các bác nhá. EXV nó là một các bác ạ. Thì thực tế là những cặp Diatone này thì nó là những cặp loa rất là hay. Đó, nó tuy là loa bass 27 thôi, các bác, những bass 27 thôi. Các bác nhìn đấy ạ. Nó chỉ bass 27 thôi các bác, nhưng mà nó cũng 230W luôn. Đó, 230W, 6 ohm. Cái thông số nó như những thằng đàn anh của nó các bác nhá, là 77 này, như những dòng 77 luôn. Cặp loa này bình thường nó là 6 triệu 8, để các bác giá 6 triệu 300 nghìn đồng. Đấy các bác nhá, 6 triệu 3 thôi. Giá cực kỳ rẻ, đẹp xuất sắc luôn. À, sau bên này nữa đây các bác. Đây các bác, sang bên này nữa là CSA7 và A77 và CS7001. Đó, ba cái mẫu này. Đó, CSA7 thì em có hai cặp đây, đẹp xuất sắc luôn, đối xứng các bác nha. Lưu ý giúp em là những cặp đó đối xứng, cặp dưới và cặp trên các bác. Đó, đối xứng nhau các bác nha, không phải cặp bị trùng cặp đâu. Bình thường các bác vẫn mua với, vẫn phải mua cặp CSA7 này tùy cặp thôi. Có cặp về nó sẽ bị trùng, có những cặp về là không bị. Và đẹp là vuông thành sát cạnh luôn. Em còn chưa vệ sinh luôn các bác. Các bác nhìn những thùng vách nó rất là đẹp các bác ạ. Đó. Hàng về thì thùng vách rất đẹp. Những cặp này thì các bác yên tâm khi chỉ cần lau sơ phát nó rất là mới luôn. Đó, từ những cái đường tiếng này. Các bác nhìn kỹ rất là mới luôn các bác nhá. Gần zin hết luôn. Bát rất đẹp các bác. Đó, từ những đường tiếng rất là đẹp luôn. CSA7 này trở kháng là 8 ohm, công suất 70W. Cực kỳ dễ ghép âm ly. Đó, cái gần những dòng âm ly. Âm ly cỏ các bác nhá. Ví dụ như chữ âm ly này các bác, ví dụ như âm ly Technic 8030 này, có 5 cái equalizer này. Đó, con này
Con này rất là rẻ này. Con này giá chỉ có 2 triệu tư rồi các bác. Đó. Có đèn tia nó rất là rẻ mà hay các bác. Đấy, ví dụ như con ý đánh cũng rất là hay rồi. Hoặc là Yamaha 570 8 sau các bác. Đó, rẻ này, 3 triệu 2 này. Đó, đánh mà rất là hay. Hoặc là Pioneer SA 6000 này. Đó, SA 6000 ở đây. Đánh sò 2 vít. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn, SA 6000. Những con kiểu như là NEM 7900 các bác. Lâu lướt này, bát chép này, AB này. Nó giống hết 7900 luôn, máy không khác gì cả. Và con này có hai đèn tia. Con này đánh với những dòng Pioneer đấy rất là hay cơ. Cả ba cặp loa này luôn. Thì Pioneer CSA 7, A77. Rồi thì F7100 đánh đều hay cả. Con này bên này giá cực kỳ rẻ. Các bác nhìn lại hàng về trong nguyên trong thùng chưa bóc ra các bác. 7100 này, à con Pioneer SA 6000 này đánh loa bốt rất là hay các bác nhá. Đấy các bác. Chiếc mi này thì bình thường nó giá nó khoảng độ em nhớ không nhầm khoảng 3 triệu gì đó các bác. Đấy, sò 2 bit này các bác. Sò 2 bit xanh đen này rất lớn này. Sò to hơn cả hai ngón tay các bác. Sò cực kỳ chất các bác nhá. Sò 2 bit xanh đen rất chất luôn, nặng trịch. Con lấy con này để các bác giá 2 triệu 8 thôi. Nó 2 triệu 8 con mi này thôi. Đánh với những con này Pioneer CA7, A77 7100 này, rất hay. Cả ba cặp loa này em để các bác giá đồng giá luôn, 6.300.000 đồng. Các bác có nhu cầu lấy nhanh tay. Có một cặp A77, hai cặp CA7 và một cặp 7100. Các bác nhanh tay, giá chỉ có 6.300.000 thôi. Rẻ hơn cả triệu rồi. Các bác nhé, bình thường những cặp đẹp xuất sắc như này các bác nhé, đẹp cứng tay như này các bác, góc cạnh luôn, nó khoảng 7.200.000, 7.000, 7.300.000 gì được các bác nhá. Em thấy các bác giá 6.300.000 rất đẹp luôn. Vì con đơn cử có 7.100 này. Em còn chưa lau chùi nguyên bụi lông các bác nhìn đấy ạ. Có những con về là nguyên bụi lông các bác nhìn nó đẹp không các bác. Đó, rất đẹp các bác nhá. Đây các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng như vậy các bác chơi nó yên tâm các bác ạ. Hàng nó đẹp xuất sắc như vậy các bác chơi nó rất là yên tâm luôn. Thì con 7.100 này cũng giá chỉ có 6.300.000, bình thường nó là 7.300.000 các bác nhá. 7.100 này nó đắt nhất trong mấy mẫu này. Thì em để các bác giá chỉ có 6.300.000 thôi. Giá này các bác mua, các bác thợ mua về bán cũng có lãi cả triệu rồi các bác nhá. Đó. Thời điểm này thì em về lắm loa quá các bác, lắm hàng quá. Cái kho nhà em nó hết chỗ để rồi. Không có chỗ bọc hàng các bác nên em sẽ xả được cặp nào em xả thôi các bác nhá. Đấy. Sang bên này nữa em có cái cặp đây nữa này, còn một cặp Diatone 77HRX. Đấy cặp này cặp kia em báo rồi. Đây còn cặp HRX thế này. Đó, như vậy HRX còn hai cặp các bác nhá. Còn hai cặp nữa cơ. Đây các bác. HRX này cũng chỉ có 8 triệu 9 thôi các bác nhanh tay. Đó. Đây là cặp Sony gì đây? 7377. À cặp này rất là hay mà rẻ các bác, bát 25 đây. Chép hoa thị chung 16 và bát 25. Gân của nó là gân cao su bện với vải các bác nhá, rất là chất luôn. Hai lỗ thông hơi. Có vi tinh chỉnh, cặp này rất hay và rẻ các bác ạ. Thùng màu gỗ rất đẹp luôn các bác. Nó ngon bồ rẻ. Mặt nó còn kiểu như giả da các bác, sần sần. Cặp này bình thường nó khoảng độ 4 triệu với lại 3 triệu 8. Bắt đầu lấy 3 triệu rưỡi thôi. 377 cũng nhé, 3 triệu rưỡi thôi. Đẹp từng con ốc các bác, hàng cỏ nhưng mà đẹp lắm các bác. Rất đẹp luôn. 3 triệu rưỡi cặp này thôi, đánh âm đi cỏ cho em. Đó. Báo sơ sơ các bác, một con âm đi xuất âm tụ này, 755-70 này. Dòng âm đi do người Nhật và người Đức kết hợp để sản xuất này. Đó, Onkyo chữ ký. Chất tiếng là đỉnh của đỉnh luôn, phân khúc giá rẻ các bác nhá. Đó, nó đỉnh của đỉnh luôn, khẳng định các bác luôn. Chất tiếng không thua kém đến đàn anh của nó đâu. Là dòng 755-100-120-150. Đó, nó vẫn là dòng 755 nói chung đấy. Còn MK2 la mã luôn các bác nhá. Đôi mắc đôi luôn. Con này bình thường nó 4 triệu 2 đó các bác. Đến 4 triệu rưỡi, đẹp như mới luôn các bác ạ. 3 triệu 8, 4 sò sắt lớn các bác nhá. Đó, 4 sò sắt lớn luôn. Cầu chữ U luôn, xuất âm tụ. 2 cầu AB cộng B. Đó, các bác đánh những cặp loa này thì khỏi phải nghĩ luôn, kể cả những cặp bass 30 kia luôn, chơi thoải mái luôn, những con này xuất âm tụ luôn nhá. Nghe nhạc đỉnh luôn. Đó, rất là đỉnh luôn các bác. Bên này nữa. Các bác có thể chơi với con Technic nha. Đây con Yamaha G11 này các bác, cũng hàng khủng các bác, cực kỳ khủng luôn này. Đấy, con này nó ruột còn gấu hơn cả CA1000, cực kỳ nặng luôn. Đấy, em sẽ có video báo giá sau các bác. Đó, như vậy là em sẽ tạm thời em báo cho các bác những cái cặp loa. Em có 6 mã loa đấy các bác, nhanh tay, còn sót từ lô trước. Đây là cơ hội rất tốt để các bác mua. Sau cái video này thì các bác thợ nào mới đến lấy thì thông cảm giúp em. Lấy mỗi người hai cặp là hết cỡ các bác nhá. Em còn bán cho các bác ở trên mạng để lấy tương tác các bác. Thực tế là những cặp loa này có những hôm em quay video, quay lên phát là các bác thợ đến ôm hết luôn. Đó, các bác thợ ở gần nhà. Thì các bác nhanh tay, có nhu cầu cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Đó, em sẽ ưu tiên để các bác, để những bác khách online. Đó, ưu tiên bán các bác khách ở online để cho các bác, nhiều bác đến biết đến em.
Đấy, những cặp loa bọn em bán giá gọi là giá vốn các bác rồi. Rồi, giờ xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chào các bác.